có trong tay một lượng nhỏ tiền giả, nghĩa lên mạng giao bán. Tuy nhiên, đó chỉ là vỏ bọc cho một kế hoạch lừa đảo tinh vi. Thấy Trung có nhu cầu mua tiền giả, nghĩa ép Trung chuyển tiền trước cho mình. Thằng này được, mới thế mà đã chuyển ngay tiền cho mình rồi. Thằng này dễ lừa thật. Chuyển xong tiền mà không thấy Nghĩa phản hồi, Trung gọi điện thì mới biết mình đã bị lừa. Một hôm, có khách muốn mua tiền giả số lượng lớn. Dù không đủ hàng, nhưng Nghĩa vẫn quyết định sẽ thực hiện phi vụ.
khách hàng lần này nhất định không chịu chuyển khoản trước mà muốn gặp Nghĩa để giao dịch. Quyết tâm hốt mẻ lưới động, Nghĩa chấp nhận mạo hiểm đi gặp khách hàng. Cay cú vì bị lừa, Thịnh với bạn lên kế hoạch trả thù Nghĩa. Cả cái bọc tiền tối về tôi mới biết là toàn tiền âm phủ. Bây giờ ông vào Facebook của nó, giao dịch của nó, ông bảo nó ra chỗ đấy, xong anh em mình úp sọt nó để tôi đòi lại tiền của tôi, cho nó một trận. Dám chơi tôi à? Được rồi, tôi sẽ giúp ông đập cho nó một trận. Thằng này láo quá láo. Thank you.
vẫn với chiêu bán tiền giả qua mạng và bắt khách hàng phải chuyển khoản trước. Nghĩa tiếp tục lừa thêm nhiều người, lúc thì bằng thẻ cào điện thoại, lúc thì bắt chuyển khoản ngân hàng. Bằng cách này, Nghĩa đã thu về một khoản tiền không nhỏ và những nạn nhân cũng không dám khai báo với công an về hành vi phạm pháp của mình.